Trong thời gian gần đây, phim truyền hình Việt Nam có thể nói đã lấy lại vị thế của mình trong lòng khán giả với những tác phẩm chất lượng được đầu tư chỉn chu về cả nội dung lẫn hình thức. Nhiều bộ phim được phát sóng giờ vàng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với công chúng. Để có được thành công ấy, bên cạnh một kịch bản hay, sự đầu tư kỹ lưỡng của nhà sản xuất thì lối diễn xuất của dàn sao trẻ đẹp, diễn hay cũng đóng góp vai trò vô cùng quan trọng. Ở thời điểm hiện tại, VTV đang phát sóng hai bộ phim được đông đảo khán giả yêu mến là Mặt Nạ Gương và Phố Trong Làng, xoay quanh câu chuyện của những chàng công an điển trai, nam tính. Phạm Anh Tuấn. Diễn viên Anh Tuấn sinh năm 1990, từng tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, giành giải nhất cuộc thi Nốt Nhạc Ngôi Sao. Từng theo đuổi con đường ca hát nhưng chưa tìm được chỗ đứng riêng nên anh dần bén duyên với lĩnh vực diễn xuất và không ngờ lại phất lên ở mảng này. Trong suốt hơn 10 năm kể từ khi tham gia diễn xuất, Phạm Anh Tuấn đã ghi dấu ấn với khán giả qua loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình ăn khách. Bất kể màu sắc là chính diện, hiền lành thư sinh hay điểu cáng, vô dụng anh đều có thể cân đẹp hết. Thời gian gần đây, thủ vai chính trong bộ phim Phố Trong Làng, tên tuổi của Phạm Anh Tuấn lại tiếp tục được phủ sóng rộng khắp. Nhiều khán giả tò mò về tình trạng quan hệ của nam diễn viên, trên trang cá nhân dường như anh không đăng tải hình ảnh nào liên quan đến mỹ nhân nào kể từ khi chia tay diễn viên Hồng Anh Ki Chi. Trước đó, cặp đôi này đã có 3 năm yêu nhau, nhưng khoảnh khắc tình tứ của họ được đông đảo khán giả yêu mến, ngưỡng mộ. Như vậy, đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng anh Tuấn, người thủ vai Thượng úy Nam hiện vẫn đang còn độc thân. 2. Phạm Bảo Anh. Phạm Bảo Anh sinh năm 1988, anh là một diễn viên tay ngang tài năng. Trước đây tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, sở hữu đến vài tấm bằng cử nhân, nhưng nam thần này bén duyên và theo đuổi diễn xuất cho đến thời điểm hiện tại. Bảo Anh được đông đảo khán giả truyền hình yêu mến khi góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám của VTV và dạng vai sở trường của anh là cảnh sát hình sự. Hiện tại là vai Tùng trong Mặt Nạ Gương đang được công chúng yêu mến. Bảo Anh về chung một nhà với người vợ kém anh 11 tuổi. Hiện họ đã sống hạnh phúc bên nhau được 9 năm, sản xuất ra hai cô con gái xinh đẹp, đáng yêu. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình. Đức Hiếu. Chỉ với những tập đầu tiên, Đức Hiếu đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả truyền hình khi hóa thân thành anh công an xã Đông với ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất duyên dáng. Bên cạnh đó, những màn thả thính qua lại giữa anh và cô gái bán quạt, nhân vật do Minh Thu thủ vai đã nhận được hàng triệu lượt xem trên các trang mạng xã hội. Ngoài đời nam thần này đã là hoa có chủ, Đức Hiếu kết hôn với MC Thùy Linh, người được khán giả ưu gái mệnh danh là nữ MC có nụ cười đẹp nhất VTV. Mặc dù kém vợ 5 tuổi nhưng trông cặp trai tài gái sắc này vẫn rất đẹp đôi. Lưu Duy Khánh. Trong số 4 nam diễn viên thủ vai công an đang làm chao đảo màn ảnh thì Duy Khánh là người ít tuổi nhất. Anh góp mặt trong cả hai bộ phim đang phủ sóng giờ vàng trên VTV1 và VTV3. Với lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, Duy Khánh đang nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Chị gái của Duy Khánh chính là nữ diễn viên Lưu Huyền Trang. Cô cũng là người dẫn dắt, định hướng cho em trai theo đuổi nghề diễn xuất. Sau khi đỗ thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Duy Khánh trở thành học trò ưu tú của cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, được cây cao bóng cả của làng phim truyền hình Việt Nam dẫn dắt, truyền lửa. Nam diễn viên sinh năm 1997 như được tiếp thêm động lực lớn để theo đuổi ước mơ. Sau 4 năm học, Duy Khánh xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của ngôi trường danh giá.
điển trai, diễn hay là thế, nhưng khi biết Duy Khánh là Hoa đã có chủ, nhiều fan nữ rất tiếc nuối. Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình bề bình với cô bạn gái xinh đẹp họ đã quen nhau được 6 năm. Những chàng trai thủ vai công an kể trên đang làm chao đảo màn ảnh nhỏ, có gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả bên cạnh những nam thần triển vọng mới. Họ đều sở hữu ngoại hình điển trai, nét diễn duyên dáng cùng với lối diễn xuất chân thật, tự nhiên, mang đến những thước phim hay phục vụ cho công chúng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.